Vâng, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng thưa các bạn, thì ở đây trên đây là chúng ta nhìn thấy là hai dòng máy, máy này gọi là máy chạm với cái phân khúc giá tương đối là mềm và máy được coi là nhẹ, mỏng, rất tiện cho đi lại. Máy này có đặc điểm nổi trội như sau. Thứ nhất là về ngoại hình rất là mỏng, thanh mảnh, cầm rất là chắc chắn. Trọng lượng chỉ nhẹ khoảng chừng là 2 kg. Màn hình ở đây lên tới là 4K IPS. Màn hình 4K nha, là độ phân giải lên tới 4K luôn. Và kích thước màn hình là 15.6 inch, 4K IPS. Và chúng ta nhìn thấy trên đây là máy có đồ họa, có xử lý về đồ họa tốt ha. Thì đối với chip về đồ họa như sau, máy này được trang bị với cấu hình khá là tốt, đó chính là Core i7 6820HQ là 6820HQ, và RAM đang được hỗ trợ là RAM 16GB trên đây ha, RAM 16GB, và với SSD là 512GB, đây RAM 16, đây là Core i7 6820HQ RAM 16GB, và với SSD là 512GB. Ổ này đang hỗ trợ là NVMe nè, Samsung nè, Wi-Fi này là AC8260, một trong những chuẩn Wi-Fi được coi là mới nhất này sau Wi-Fi 6, GPU HD Graphics 510 và cái là NVIDIA Quadro M1000M, card này là 4GB, xe 8GB và lên 12GB ha. Và đối với màn hình Quadro là của ZBook Studio G3 này, chúng ta nhìn thấy nè, đó, HP ZBook Studio G3. Thì bản card rời này khá là tốt. Card này thông thường thì những cái máy ở những dòng như là Quadro M1000 chỉ là 2GB, đối với card này lên tới 4GB luôn nha các bạn. Trên đây, và màn hình của dòng máy này chúng ta nhìn thấy trên đây, màn hình đây là màn hình là 4K 3840 x 2160, dành cho những ai mà chúng ta làm về đồ họa, chúng ta cần về render, hoặc là chúng ta cần về như là xử lý về như là Photoshop, Ketchup, thì mẫu này sẽ làm việc được cho chúng ta ha. Đây là thưa các bạn, thì đối với bản về như là HP Studio này, chúng ta nhìn thấy về ngoại hình nè của dòng máy này khá là mỏng, mỏng cực kỳ ha. Đó, chúng ta nhìn thấy trên này. Đối với dòng về HP Studio, mình rất thích về dòng này là mỏng và là hợp kim. Chúng ta nhìn thấy những cái cổng kết nối như sau. Cổng kết nối ở đây là các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, nhìn được kỹ à. Đây là vị trí về như là chống cầm lộn về máy nè. Cổng này là cổng LAN Gigabit nè. Đây là hai cổng USB 3.0. Đây là vị trí về thẻ SD nè. Đó. Và qua đây chúng ta nhìn thấy về sống lưng. Sống lưng này, dòng này là thiết kế cũng khá là mỏng, đẹp. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, nhìn kỹ trên về màn hình nè, nó có chữ Mobile Workstation. Là dòng này dòng máy chạm và dành cho là di động. Rất là mỏng ha. Và bên hông đây, chúng ta nhìn thấy là về dòng máy là được coi là mỏng và có được những cái cổng kết nối khá là đời mới. Thì đây là cổng, hai cổng USB. USB gọi là USB-C nha, Type-C. Đó. Và đây là cổng là vị trí về sạc. Sạc đây là chúng ta nên xài là sạc từ 150W trở lên ha. Đây là HDMI xuất ra được 4K. Đây là cổng USB. Đây là vị trí về rắc mic 3.0. Thì 3.5 ha. Chúng ta nhìn thấy trên đây nè, cổng USB thì nó có rất nhiều cổng, 1 nè, 2, 3 nè, 3 cổng. Rồi qua đây thêm 2 cổng nữa. Tổng cộng một cái dòng máy khá là mỏng mà tới 5 cổng USB. Rồi về phía bên sau, sau của dòng máy, chúng ta nhìn thấy về thiết kế của phía đằng sau nè. Đây, thiết kế của đằng sau này thì được coi là cái mặt về caro, khả năng về như là thông thoáng, thoáng khí khá là tốt. Trên đây hút gió từ đây, và chúng ta là thổi gió qua hút đây ha, thổi qua đằng sau sống lưng như thế này. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, đối với dòng này đang hỗ trợ về license của Windows 10 bản quyền ha. Máy này thì chúng ta tháo ra 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 ngóc này ra, thì lúc này chúng ta nhìn thấy là cái hệ sống tản nhiệt ở đây, chúng ta có thể thổi bụi ra rất là dễ dàng. Và dòng này đây là hợp kim nha các bạn, đó, rất là chắc chắn. Và đường cách vát của máy này thì chúng ta nhìn thấy là nó có đường cách vát như là
cách vát kim cương nè, đây màu trắng nè, rất là đẹp luôn, vừa mỏng đẹp và là chắc chắn. Về bề mặt tốt bét này cũng vậy, xung quanh bề mặt tốt bét là có về mặt vát kim cương nè, cho phép về như là đường viền tạo lên là rất là đẹp thanh mảnh trên đây. Và dòng máy này chúng ta nhìn thấy là cầm một cái máy thì chúng ta nhìn thấy là mỏng tương đương như một cái dòng máy dùng về như là văn phòng, dùng về như là chúng ta nhìn thấy là về giải trí đi, xem phim nghe nhạc. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây, mỏng này là có chức năng thêm nữa là chúng ta xử lý và đồ họa cũng khá là tốt. Đó, có vân tay, bảo mật vân tay được tốt ha. Và đối với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là cấu hình để hiện tại mà chúng ta nhìn thấy để làm việc với một cái làm việc với một cái giá tiền tương đối là vừa phải. Máy được thiết kế là hợp kim nhôm masei nguyên khối, máy có màn hình về 4K rất là đẹp, 4K ha, EVS đó, và có webcam, có mic xung quanh như thế này rất là tuyệt vời. Và chúng ta nhìn thấy là bàn phím của dòng máy HP EliteBook này, HP Studio G3 có bàn phím về LED. Những cái phím này chúng ta gõ cũng khá là sướng. Đây là phím zin theo máy nha. Đó, bề mặt của máy sáng mịn, đẹp, sờ rất là mát tay. Ngoại hình của máy phía trước thì được coi là những cái chấm bi tạo nổi điểm nhấn của dòng Studio. Dòng Studio mới có được như thế này, mỏng. Chúng ta nhìn thấy về xung quanh như thế này nè, đây là mình quay xung quanh nè, để cái nhà chúng ta thấy được. Máy cực kỳ mỏng luôn, khoảng dừng là dưới 2 kg như thế này. Đó, màn hình 4K và với đồ họa như là dùng để phục vụ về như là học tập, làm việc, dành cho là dân lập trình, dành về thiết kế, về đồ họa, cũng giống như là về xây dựng hay là về Photoshop, thì đây là mẫu máy có thể đáp ứng được công việc chúng ta với một tương đối phân khúc giá tiền khá là mềm. Những bản giá và dưới 10 triệu hoặc là trên 10 triệu một dòng máy mà để mà xử lý về đồ họa, và có máy về như là máy chạm mỏng, nhẹ và là bền bỉ, màn hình được 4K trên đây, có cạc rời, thì chắc chắn đây là một mẫu máy được coi là rất là bắt mắt. Đây ha, mình nhắc lại về như là bản này đang được hỗ trợ về Quattro M1000M 4GB nha. Bản này lên tới 4GB là, nên chắc chắn là dành cho những ai mà chúng ta xử lý về đồ họa mà chúng ta hay đi lại, thì đây là một cái mẫu máy mà chúng ta có thể là một cái lựa chọn tối ưu phân khúc giá rẻ năm 2023 ha, sử dụng vẫn tốt. Về ngoại hình, ngoại hình của máy rất là đẹp luôn, lung linh như thế này. Rồi, clip ở đây mình cũng review sơ bộ như thế này về dòng máy của HP ZBook Studio đó, G3. Mẫu máy được coi là bền và là đẹp, hợp kim như thế này ha. Rồi, clip ở đây là mình có về như là tại địa chỉ là 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, hoặc là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Thì thưa các bạn, thì đối với bên hiện tại là bên cửa hàng cũng có về hỗ trợ về như là trả góp thông qua về thẻ nè, MBOX nè. Đó, như thế này ha. Và có những cái về như là của thông qua HD Session. Rồi, clip xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ.